gì? Dạ ăn giúp cháu. Ăn nhiều tại vì bị xuất huyết có mấy tháng trời, đặc biệt hai tuần này xuất huyết rất nhiều, nó thiếu đạm, ăn không được, ăn bao nhiêu không lượng đạm trong cơ thể thiếu nhiều lắm. Anh Khanh ơi, thấy người sao? Đã hơn chút không? Đói bụng không? Đói bụng rồi. Vài ngày mới xẹp được cái này. Dạ. Không khỏe đâu. Mừng quá. Sau này nó ổn hết điều trị rồi mới tính ghép. Dạ. Ghép xương nữa. Dạ. Trước tiên là từ từ gọn anh sẽ nhẹ mất luôn. Dạ. Được, có đi được không? Sáng giờ đi không? Dạ sáng giờ vô không, chưa đi bác sĩ. Đi đỡ ngồi rồi. Vậy bình thường. Thỉnh thoảng ngồi vậy chút xíu đừng nằm riết, cái phổi nó sẽ động dịch không tốt. Rồi ngồi nghỉ nhơ nhan, ăn phải nhiều thôi chị. Ngồi vỗ rất nhiều sức để dân lành được thương nữa. Dạ. Có sức sau này mổ ghép tiếp nha. Bác sĩ vậy đâu cử ăn gì hả bác sĩ, cứ ăn bình thường. Cứ ăn nhưng đừng mình điểm đường, ăn thì đừng có đường quá không tốt. Dạ, dạ. Mà ăn thịt thiệt nhiều vô. Dạ. Ăn tôm cua thì nó có bồi bổ đầy thịt ra nha. Dạ. Ăn nhiều vô đạm vô nha. Thôi nằm nghỉ nha. Dạ. Dạ. Cái này nếu khó chịu thì mình xáo bớt ra. Khó chịu không? Con không biết nói sao. Tại vì cái ca này cô thấy nó khó quá. Tại chuẩn bị lâu rồi. Nhưng mà bác sĩ hết lòng giúp đỡ và cô mong ơn bác sĩ dữ lắm. Không biết nói cách gì hết. Thì cô thấy chú tỉnh là cô rất là mừng. Chờ Phật thương sao không biết. Khi bác sĩ mổ ra thấy cái đó máu nó nhiều vậy đó. Và bác sĩ giúp đỡ mổ cho hết luôn, lấy ra cái cục, cái khối u đó luôn. Mình cô rất là mừng. Bác sĩ mổ xong rồi lưng mặt nó bình thường trở lại, mà nó chỉ có một cái đường ở đây thôi. Là cô thấy mừng lắm. Nó chỉ còn hơi sưng xíu thôi. Tại vì bác sĩ nói là còn cái lớp da thôi. Cái bú lúc trước thì nó bự, nó to dữ lắm. Bác sĩ nói là tới 90%. Bác sĩ lo dữ lắm luôn mà là không có thành công đó. Nhưng mà không biết sao mà bác sĩ cứu được là qua khỏi luôn. Bác sĩ mổ luôn là mừng lắm. Bác sĩ nói là chị cứ yên tâm đi lên phòng đi, nghỉ ngơi đi, rồi ở đây tôi sẽ cho cử hai bác sĩ để mà coi anh đó một đêm, thì sáng anh mới lên phòng. Thì chừng đó cô muốn nhẹ nhõm, cô mới đỡ lo. Với lại lúc đó bác sĩ quay cho cô thấy là chú bác sĩ nói là chú tỉnh rồi. Nhúc nhích đó, bác sĩ mở cho cô thấy là bác sĩ là cô cũng mừng. Tối này cô vô cô nằm cô ngủ được một chút. Cô ngủ được tới 3 sáng cô mới dậy. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.